Rồi chào anh em nha. Nay tiếp tục lại setup cho một anh khách một combo của máy cắt cỏ Milky nha anh em. Đây, anh em sẽ thấy máy cắt cỏ thì nó sẽ gồm có hai phần, một phần đó là phần động cơ, một phần đây là phần đầu cắt nè. Đó, thì bây giờ mình cũng lắp sẵn hết rồi. Bây giờ bắt đầu là mình sẽ ra test thử, xong bắt đầu mình sẽ gửi cho khách nha. Tại vì những cái dòng này thì anh em ở xa mình bắt buộc là mình phải test sơ tí nha để gửi. Với lại cái dòng này mình có chuyển qua cho anh em, làm cho anh em cả lưỡi cắt bằng thép nha. Hiện tại mình có lưỡi, đây là lưỡi ba cạnh nè, lưỡi tròn nè, rồi thêm trắng bùn nè, trắng cát, trắng cỏ. Đây trắng cỏ rin nè, trắng cỏ rin thì sử dụng cho lưỡi cước, còn trắng cỏ này thì mình sử dụng cho lưỡi thép, hai lưỡi thép. Đó, thì bây giờ mình cùng đi test nha anh em. Rồi anh em nhìn nè, cái chỗ mình mới vừa test nè, anh em thấy không, máy cắt khá là khỏe nha, tuy là bằng cước đó nhưng mà cắt khá là khỏe luôn. Anh em thấy nhìn những cái gốc này nè, nó to vậy mà nó quật gãy hết nha. Đó, tại cái to hơn cả đầu đũa nha anh em, nhưng mà nó quật cùng đứt gãy luôn. Rồi ok anh em nào quan tâm thêm về cái máy cắt cỏ thì anh em liên hệ mình nha.